Em chọc tức con nhỏ kia thôi. Tưởng nhờ giả chứ. Không. Con nhỏ N kia kìa. Là sao tự nhiên chọc tức nhỏ? Tại vì kìa, con nhỏ đó nó nói là nó là bồ ổng. Nhưng mà thật sự là nó thích ổng thôi chứ không phải ổng thích nó. Em quen ổng cho bỏ ghét vậy thôi. Ủa vậy đó hả? Ăn thì em ăn cho bỏ ghét. Mà cua trai thì em cua trai cho bỏ ghét. Đúng. Có con cho bỏ ghét luôn. Đúng không em? Cuộc đời em bỏ ghét không vậy? Không, có con là có dự định đàng hoàng. Có dự định đàng hoàng. Nhà ổng con một nên là khi mà hai đứa lấy về là quyết tâm là phải có con, tại vì sợ vô sinh á. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao một người bình thường mà sợ vô sinh? Tại vì ổng nhậu nhiều. Nhậu nhiều quá hả? Đúng rồi, đám hỏi cách đám cưới một tháng là bắt đầu thả bầu rồi. Mà không dính. Lúc đám cưới là có bầu 2 tuần á. 2 tuần thì không biết đúng không? Xong rồi về mình siêu âm ra 5 tuần thì mình suy ra lại lúc có bầu, là đám cưới là 2 tuần. Nhỏ rồi nói rối ta. Vui không? Lúc đó cảm xúc ổng sao? Vui. Vui hả? Nói anh ơi em có bầu rồi. Ổng sao thái độ sao? Ổng nói trời ơi sướng. Trời ơi sướng hả? Trời ơi thả lửng vậy em. Ủa ta nói ôi trời ơi tôi sắp làm cha rồi. Trời ơi cảm ơn trời đất đã cho tôi làm cha. Ý là phải dài thôi. Trời ơi sướng gì kỳ vậy? Cái câu này bị sai hay sao vậy? Bị cục văn. Đúng rồi. Dạ Lâm. Khỏe không? Dạ khỏe. Ủa sinh nhật dịp quá vậy? Trời ai cũng nói vậy luôn á. Y chang luôn hết hồn luôn rồi. À, em giới thiệu về bản thân xíu như nào? Dạ em tên Xuân, hiện tại đang kinh doanh spa và bán mỹ phẩm. Còn em? Dạ em cũng kinh doanh spa luôn ạ. Em có bao nhiêu cháu rồi? Em có 2 bé. 2 bé quá đẹp. Dạ. Còn em? Dạ chưa có, mới cưới 1 năm rồi. Mới cưới 1 năm chưa có. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán được mang tên là Tin Phu Tan, ha không? Dạ. Là quán chuyên về trà sữa và tất cả các loại thức uống. Bây giờ mấy em order cái gì đi ha, rồi mình lên trên kia mình nói chuyện. Dạ. Ở đây có trà gì vậy em? Dạ trà ở đây mình rồi có các loại trà như là trà lại mật ong là món nhất của quán em. Trà lại mật ong, rồi lấy anh trà lại mật ong. Còn em? Dạ em uống cái trà thảo mộc á. Em uống gì? Trà sữa như nhau đường đen. Rồi em ơi nhưng bây giờ anh thích quá, em có thể cho tụi anh vô trải nghiệm làm cái món đó được hay không? Dạ được. Wow, cảm ơn em rất là nhiều. Thì bây giờ mình vô mình trải nghiệm nha. Dạ. Xin mời em. Tay của mình cầm cái giá lên. Giá lên. Một sạc chân châu. Dạ. Cứ xay đều cho chén đều trên tròn hết. Rồi, chưa? Em ơi, múc chân châu chứ không phải múc chè bà ba bánh lọt em ơi. Dạ được chưa? Là mình phải tráng đều đó. Hiểu rồi. Rồi, thôi vậy được rồi, mình bưng ra đây luôn đi em. Dạ, tiếp theo mình bỏ đá vào. Bỏ đá vào. Tới cái chữ. Làm nghề bán trà sữa. Dạ, tiếp theo ạ. Dạ, tiếp theo mình đổ 150ml sữa. Mình bấm cái nút này xuống, sữa mới ra được. Mình gói 160 có sao? Dạ. Mập nha em. Dạ không, tại vì cái số lượng sữa của mình là quy định như vậy. Đúng để rồi. Cho đủ cái ly để mình bỏ mì pha lên nữa. Chứ phải bán sữa đồ dạ, nặng, mình chế dù chế. Rồi, chế giùm anh Cưng. Wow, quá đẹp. Tiếp theo đó là để ra mâm. Đó mình để cái chữ rồi. Ok. Dạ, rồi sau đó mình đổ mì farm vào. Đổ gì anh? Dạ đổ mì farm. Mì farm cái này là sữa béo của mình á, mình cứ đổ xoay vòng trên ly vừa đủ tới cán cái. Cái này giống như là bánh kem quá ha. Rồi. Dạ tiếp theo mình rắc đường lên đều một cái ly luôn. Rắc đường lên. Để cho con bé làm đi. Gắt ít hay nhiều ạ? Dạ mình cứ rắc đều lên ly. Dạ mình cứ gắt đại lên đi. Ok. Rồi tiếp theo mình sau đó gắt mạnh lên đi. Mà tại mình khè cái lửa của mình á. Mình khè lên cho cái đường nó đốt. Bé sáng trưa sáng em. Trời ơi. Em sợ nó bị rớt á. Em làm điều dạ, em ơi. Mình cứ làm điều đi chị. Không sao đâu. Cái này đường nó có một cái rớt. Rồi. Rồi. Dạ rồi ok. Dạ rồi mình. Tới bước của mình chỉ cầm cái cây này theo cái tay của mình và chỉ cầm cái cây khèn này. Để cho đường nó tan ra ha. Dạ đúng rồi. Đẹp quá ha. Rồi vậy xong rồi. Nói chung đây là món đặc sản bên này. Rồi bây giờ còn 2 ly của anh nữa. Em làm giùm anh. Rồi tôi lên trển trò chuyện. Dạ. Cảm ơn em. Rồi xin chúc mừng buổi đầu tiên mấy anh em mình gặp nhau ha. Dạ. Bé Hằng đâu bà chồng em đâu cho anh coi coi. Chồng em hả? Chồng anh nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em sinh năm 87 ạ. Vậy lớn anh 2 tuổi hen. Ông mập lắm anh. Để em cho anh Lâm coi. Trời ơi. Kiếm chồng lâu vậy cưng? Hình của em ít chụp ổng lắm. Sao vậy mà nay đi ảnh chợ dẫn theo không?
Không, em đi em không có biết. Công việc của anh ở nhà là gì? Ổng là bullet. Bullet. Hả? Bullet. Trời ơi. Wow, Vinh là biết thiệt lắm. Nhìn hơi nghiêm nha. Bụng bự nè, thấy không? Kêu giảm béo mà không có giảm. Rồi còn chồng em đâu? Chồng em. Trời ơi, đẹp trai quá trời nè. Hot boy nha. Cũng bình cũng thường hot, hả? Cũng hot, nhưng mà không biết boy hay không hả? Nhiều người cũng theo đẹp trai. Công việc của anh là gì? Mua bán nhà đất với kinh doanh online ha anh. Giàu quá trời. Thôi em giàu quá, ngày hôm nay em bao tên đi. Dạ, chị nhỏ. Chị nhỏ. Này đâu nhiêu tiền đó. Đứng gai hàng luôn. Này đâu nhiêu tiền đâu, thì bên kia có tiệm điện thoại, lát anh qua lựa vài cái đó nha. Em đám cưới được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 7 năm. 7 năm rồi? Dạ. Là từ lúc quen đến lúc đám cưới là 7 năm hay sao? Dạ không, cưới là 7 năm á, quen có mấy tháng hả? Em nhớ cái trường hợp mà khi mà quen chồng mình ở đâu không? Đứng trước cơ quan ổng. Em đứng trước phường chi vậy? Phòng ổng hồi xưa là phòng ở ngoài chứ không phải phường. Nhưng mà là bạn em tối ông trực á, bạn em chở em lại cái gặp bồ nó. Bồ nó là chung cơ quan với chồng em. Vô tình cái rủ chồng em đi ăn vậy thôi. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp ảnh là cái nào? Ổng sinh năm 87 nhưng mà nhìn như 81 vậy. Hơi cứng. Hơi cứng đúng rồi. Xì củn lắm. Xì củn là xấu hay sao? Kiểu không có gì điểm gì chú ý hết á. Kiểu như tại vì bạn mình rủ mình đi ăn cho vui vậy thôi. Ăn chỉ có lời thôi. Đúng rồi. Lúc mà đi ăn em kêu á, em kêu bỏ ghét. Kêu thả ra. Đúng. Kêu tôm Alaska. Nói chung là hoàng đế. Nói chung là có món nào sang trọng cứ kêu hết. Đúng. Ông trả tiền, ông trả đã luôn. Cái bữa đó cái hai đứa bồ nó gây lộn. Cái nó đi về, em đi ra lần hai nữa. Em mặc một bộ đồ giống như hổng mặc vậy đó. Giống như hổng mặc vậy đó. Là một bừa da. Nó xuyên thấu luôn. Nó xuyên thấu. Đúng. Bữa đó em đi bơi cái gì mà em đi. Tự nhiên biết sao em lại đổi áo đứng nữa. Đứng trước phường ta mẹ mặc đồ da vậy em. Không, nó đi karaoke. Karaoke. Đúng rồi. Ê, karaoke mặc đồ xuyên thấu ta dễ lắm nha. Ta dễ đóng nghề lắm nha em. Ông mò là ông xin số điện thoại. Em đâu có cho đâu. Nói chung nhất định không cho. Rồi, đến gì về cũng không có quen gì hết á. Nhắn tin cua. Cua à? Dạ. Ủa mà sao không cho nhắn tin cua? Hỏi là từ nhà bạn của em. Lúc đó em cũng đang có bồ nên em không có thích. Không thích. Với lại em không thích công an. Nhưng mà rốt cuộc rồi khi mà em cưới thì quy hụt nhà chồng em là công an hết. Gì hả? Rồi sao? Nhắn tin cua rồi em chịu liền luôn hay sao? Em quen ổng á, chỉ để em chụp tức con nhỏ kia thôi. Ủa, tưởng nhờ giả chứ. Không. Con nhỏ N kia kìa. Là sao? Tự nhiên chụp tức nhỏ. Tại vì kìa. Con nhỏ đó nó là bồ ổng. Nhưng mà thật sự là nó thích ổng thôi chứ không phải ổng thích nó. Em quen ổng cho bỏ ghét vậy thôi. Ủa vậy đó hả? Ăn thì em ăn cho bỏ ghét. Mà cua trai thì em cua trai cho bỏ ghét. Đúng. Có con bỏ ghét luôn. Đúng không em? Cuộc đời em bỏ ghét không vậy? Không, có con là có dự định nè. Có dự định nè Hoàng. Nhà ổng con một nên là khi mà hai đứa lấy về là quyết tâm là phải có con. Tại vì sợ vô sinh á. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao người bình thường mà sợ vô sinh? Tại vì ổng nhậu nhiều. Nhậu nhiều quá hả? Đúng rồi. Đám hỏi cách đám cưới một tháng là bắt đầu thả bầu rồi. Mà không dính. Lúc đám cưới là có bầu 2 tuần á. 2 tuần thì không biết đúng không? Xong rồi về mình siêu âm ra 5 tuần thì mình suy ra lại từ lúc có bầu là đám cưới là 2 tuần. Nhỏ rồi nói rối ta. Vui không? Lúc đó cảm xúc ông sao? Vui. Vui hả? Nói anh ơi em có bầu rồi. Ông sao thái độ sao? Ông nói trời ơi sướng. Trời ơi sướng hả? Trời ơi thả lửng vậy em. Ủa ta nói trời ơi tôi sắp làm cha rồi. Trời ơi cảm ơn trời đất đã cho tôi làm cha. Ý là phải dài thôi. Trời ơi sướng gì kỳ vậy? Cái câu này bị sai hay sao vậy? Bị cục văn. Đúng rồi. Ông không có văn vẻ. Biết được là con trai nữa còn sướng hơn nữa. Rồi lúc ông thoại sao? Lúc ông la làng sao? Em chả nhớ đâu. Không nhớ hả? Đúng rồi. Cái lời thoại mờ nhạt quá không nhớ. Rồi. Ê chồng em nhạt nhòa với em. Không, trong cuộc sống có gì ổng đậm đà không? Từ đó giờ em quen ổng ngoài cái ăn nói nhợt nhạt ra. Cái body mà vạm vỡ mà tiền nhiêu ra. Hồi đó ngon lắm. Ngon không? Hồi đó ổng cũng ốm hơn vợ. Bây giờ hả? Ổng đậm hơn nhiều. Cái gì đậm em? Mỡ đậm hơn. Là mụn nhiều hơn. Thâm đậm hơn. Đúng. Cái gì nữa? Nói chung là cũng xàm xí hơn. Không. Còn em, trường hợp này em quen chồng em? Lúc đó hai người là bạn của nhau chứ. Em cũng không thích đẹp trai. Chứ gu của em là sao? Em thì không hông ải, em không thì mặc là cái này đó nha. Không ải em. Đàn ông là tốt nè, chân thành. Với lại đừng có lăng nhăng này kia là ok. Chứ không em có đâu em, không có đâu. Không có hả?
anh Lâm kiểu chứ nên lúc đầu em ổng đẹp trai nên mà lúc đó em cũng có người yêu và ổng cũng có người yêu nữa nên hai đứa chỉ là bạn thôi. Em cũng đang có người yêu luôn rồi tự nhiên mà người yêu ở Mỹ xong rồi ổng ở đây sau rồi gặp cái người ở Mỹ nên mình không thích, thấy cái người đó không có cho mình đúng cái cảm giác mình mong muốn, buồn quá nên hai đứa va vào nhau. Còn em khi mà về xong rồi biết bao nhiêu tật xấu ổng lòi ra không? Đi tắm á, một tiếng đồng hồ. Tắm một tiếng đàn ông thôi, tắm một tiếng đồng hồ. Ủa ổng ngâm bồn qua hồng hay sao một tiếng đồng hồ em? Cũng may là em chưa có mua cái bồn á. Có nào em hí em coi ổng làm gì chẳng không? Có hả? Em cứ kêu thằng con của em á, kêu ba lẹ đi, rồi mở cửa vô. Cái ổng khóa cửa luôn, cửa. Em tắt đèn luôn. Hay là nhà ổng sợ em quá em? Sợ quá không chui toilet giống như nè. Giống như toilet là một cái chỗ mà relax spa của ổng vậy đó. Sẽ được coi cái gì mũ trơm chương trình gì đó của ổng á. Mũ trơm gì ổng bán mũ trơm hả em? Phim hoạt hình vậy đó. À có nghĩa là người lớn nhưng mà tâm hồn trẻ thơ. Đúng. Là chui trống coi. Coi dựng coi mà không có mặc đồ. Rồi sao nữa? Rồi coi cái cười hí hí. Hí hí cười hí hí ở trong luôn. Không nhiều khi không ai coi phim hoạt hình nữa coi. Coi thí dụ động vật đó em. Ổng là hết ngồi ở trong. Tại cả ba mẹ chồng em còn nói nữa mà. Ủa là đang ở chung ba mẹ chồng hả? Đúng rồi, tại chồng em con một. Ba mẹ chồng nói tắm cái gì mà lâu đàn ông mà tắm còn lâu hơn phụ nữ nữa. Rồi ông trả lời sao? Thì ổng nói đi vô chồng toilet nữa chứ. Toilet nữa chứ, tắm toilet 1 tiếng đồng hồ. Đúng. Mà không hiểu tại sao có mỗi lần ổng tắm là lâu vậy á. Mà không biết anh Lâm có thích tắm lâu vậy? Không em, tắm lâu dễ trúng gió em nha. Ổng có một cái tật nữa là nhậu xỉn. Nhậu xỉn quýnh em. No. No chữ em. No. À nôn mửa. À bậy. Đi thâu đêm suốt sáng. Không có vợ, chồng em chuẩn lắm. Hay vậy chứ nhậu xong làm nhậu gì? Nhậu xong là buồn ngủ. Ủa, ai nhậu buồn ngủ em? Nhưng mà em thì em thích nhậu xong về phải nói chuyện với em. Tại vì cả ngày trời hai đứa, một đứa đi ở spa, một đứa thì đi làm. Tối về mới gặp. Mà không nói chuyện, em bị thối miệng. Em bị thối miệng. Không có nói được, em buồn lắm. À có nghĩa là phải thích nói chuyện. Đúng. Nhưng mà ông ngủ. Rồi cái lúc mà ông nhậu xỉn là ông sẽ vừa nhậu vừa ăn. Vừa nhậu vừa ăn giống như vậy nè. Là nhìn là biết ông xỉn rồi. À. Mắt ông nhỏ mà ông nhậu xong mắt còn nhỏ hơn. Rồi ngoài tật xấu nó còn tật xấu nữa không em? Ông hay móc mũi lắm á. Móc mũi hay móc bó búng không? Có. Ve lại. Đúng. Ve bò viên lại. Đúng, dách. Rồi sao nữa? Dách vô vách tường. Dách vô vách tường. Xong rồi. Cái nào khiến tóc em không? Có khi chét vô người em. Chét người em, đó là phản ứng em sao? Em móc lại. Em móc lại. Em móc lại. Hai chồng vui vậy. Ổng nhây mà mình phải nhây chung chứ. Em nhây thì sao nè? Em thấy nó bậy lắm. Nói chung là nói giỏng thôi. Hai chồng thích cả chân bậy. Ghê thiệt, tôi nghe giọng mà chát chát rồi tôi biết là phải không có vừa rồi, phải không? Còn em sao nè? Trời, tật xấu của chồng em là gì? Chồng em thì hay nói nhiều với lại... Nói nhiều cỡ anh không? Không. Sao bạn lắm? Không hả? Không, anh nói nhiều mà anh có duyên. Có duyên, còn chồng em nói nhiều mà. Không phải, nói nhiều mà nói với em á, mỗi lần lại gây lộn luôn là hay lải nhải á. Mà em thấy là có duyên không? Nói nhiều là em không thích. Lèm bèm. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ những cái gì mà hay lèm bèm? Cũng do em á, em nhà em cũng hơi bừa bộn chút, có gọn gàng này nọ nên ổng hay nói nhiều. Nhiều chửi á, có chửi không? Chửi luôn, chửi, chửi lại luôn. Tại nói nhiều quá là em bực bội là em chửi à. Còn sao, của em sao khi nào mà hai chồng cãi lộn mà sùm không? Cãi lộn mà lớn ơi là lớn không? Anh nghĩ coi có không? Chắc có, dễ gì không? Thì ở nhà chồng người ta cũng sợ lắm đúng không? Nhưng mà tính em là tính con nít. Em khi mà em gây lộn em đập hết đồ luôn. Em bản lĩnh gì? Em ở nhà người ta mà em đập hết đồ nhà người ta. Em nhớ trận là trận gì không? Em thấy ở trong cái laptop mà em đưa cho ổng đem lên cơ quan có một cái quần lót. Có một cái quần lót. Ở trong cái laptop hả? Ở trong cái laptop nó sẽ có cái vỏ đúng không? Ở trong cái vỏ cái laptop có cái quần lót. Nam hay nữ? Nữ. Rớt luôn rồi. Màu đen. Màu đen. Lưới. Lưới. Em mở ra em thấy. Rồi sao em? Em lồng lộn lên. Em đập đồ. Đập đồ. Rốt cuộc quan trọng quần nó của ai? Em ngượng ngượng. Sao nó giống con quật quen quá. Sao nó giống con quật quen quá. Nhưng mà em không biết mấy quần em không? Nhưng mà em cũng đã đập rồi. Rồi em hỏi ông không? Thì ổng nói chắc là mấy thằng thực tập nó giỡn với anh á. Ba mẹ chồng em lên kêu mấy mốt mà hai đứa có ở riêng á thì mua chén dĩa mà mua chén mũ á nha. Tại mua chén xanh là đập hết rồi.
Nhưng mà em khốn lắm, em đập nó không có đập điện thoại. Vậy là mấy thằng tập nó ghẹo ổng hả? Có hỏi thôi, đúng rồi, em đoán vậy đó. Lắm. Tụi anh cũng nghe ghẹo rồi bỏ cái nơ, cái kẹp vô. Đúng rồi. Mà cái quần đó thì nó hơi lố nha. Chơi ác mấy đứa, đó chơi ác. Mà tính em thì đó ghen lắm, bây giờ bớt rồi, hồi đó ghen cực kỳ. Em nhớ ở trong phòng có gì là em đập hết á. Lúc đó phản ứng của ông sao, nhẹ nhàng hay là nóng dần rồi? Không, lúc đó em đang nóng mà ông phải kìm lại chứ. Ông cũng biết tính em bị khùng đó mà. Còn em đi, em nhớ cái tật xấu gì của ông mà em khó chịu nhất không? Em hơi ham vui, hay đi nhậu á. Mà đi có về không? Đi về chứ. Thường thường mấy giờ về? Cỡ trễ lắm cũng 12 giờ về. 12 giờ đúng giờ rồi, đi nhậu 12 giờ đúng rồi đó. Thà giờ nào về là phải đúng giờ. Dù nói 11 giờ nhưng mà toàn 12 giờ, 11, 1 giờ mới về không? Về trễ hơn cái giờ mà nói ra nên em không thích vậy. À, mà về có quậy không? Về thì ói, có đợt ổng xỉn á, chạy xe mà ổng té 3 lần. Té 3 lần rồi có bị thương tích được gì không? Hên sao cái xe bể hết trơn luôn, mọi người ổng còn nguyên rồi. Vậy hả? Hay ho. Nguy hiểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần cũng rất là thú vị. Ở lá bài này thì sẽ có những câu hỏi cũng như có những tình huống. Dạ. Nhiệm vụ của hai bạn là khi mà bóc được cái lá nào thì mình phải trả lời hoặc là mình phải xử lý những tình huống đó. Rồi, chọn đi. Dạ. Chuyện động trời từng làm bản thân dây dứt nhất. Dây dứt nhất bây giờ. Dây dứt nhất bây giờ thì em nghĩ là chồng em á, ổng làm nhà nước. Thì ổng cũng có cái mặt mũi của ổng á. Em hay điện thoại cho ổng mà em điện không được. Mà cái tính em điện cho ổng không được thì em sợ ổng bị xỉn. Hoặc là đôi lúc là ổng ngủ, cái em sẽ điện cho đồng nghiệp của ổng. Điện hết đồng nghiệp luôn hả em? Không điện hết đồng nghiệp mà cũng khoảng nửa cơ quan thôi. Nửa cơ quan rồi hả? Em hỏi, ủa anh ơi, thấy anh Minh đâu không? Vậy hả? Cái ổng phải điện cho người này người kia kiếm. Có một lần ổng đi làm ngoài Vũng Tàu á, em điện cho ổng không được. Em biết ngoài Vũng Tàu, em lúc đó bụng bầu em 8 tháng. Em đi Vũng Tàu luôn, tự chạy. Tự lái xe đi luôn? Đúng, cái đi ra ngoài. Ổng mới nói là anh đi với sếp, em phải hiểu cho anh. Em làm như vậy là mai mốt á, người ta sẽ không có kêu anh đi nữa. Công việc của anh nó sẽ không thuận lợi. Em làm mất mặt anh, mấy thằng trong cơ quan nó cứ chọc anh riết à. Em cũng cảm thấy nó rất là dây dứt. Vậy bây giờ nếu có một cơ hội nói với chồng, em có thay đổi không? Em sẽ cố gắng. Điện người hai người thôi. Bữa anh điện nửa cơ quan thì giờ anh điện chị lao công và anh bảo vệ thôi. Đúng rồi. Em sẽ không điện nữa mà em sẽ lên cơ quan luôn. Mà em sẽ lên cơ quan luôn. Lên cơ quan tìm luôn. Rồi. Đúng. Rồi bây giờ tới thẻ bài của em. Chuyện nào làm mình hận chồng nhất? Hận chồng nhất thì chắc ổng làm em ghen thôi. Chồng em ổng hay là ga lăng á mình. Hay ga lăng với gái em không thích. Như bữa đó là đi ăn sinh nhật phải không? Giống như là vô, tự nhiên có nhỏ đó vô. Tự nhiên ổng lấy cái chai bia của em mời cho nó. Kiểu như ga lăng quá, làm cho mình khó chịu mà trước mặt mình luôn mà lấy chai bia của em nữa. Lúc em tức hả? Tức, sao ổng tức? Về nhà em mới chửi ổng. Chửi hả? Hợp phụ huynh thôi chửi à. Bé này hay chửi quá. Rồi bây giờ sau những lá bài dễ thương này thì chúng ta sẽ đến với phần gọi là thử thách bạn đời. Thì ở phần này thì chúng ta sẽ điện cho chồng của mình. Giờ mình sẽ đưa ra một tình huống gì đó để thử thách chồng mình, để cho mình chồng mình bất ngờ. Alo. Alo. Chồng nghe nè, vợ quay xong rồi. Mà vụ mất cái bóp rồi, giờ sao? Chồng mất. Chồng. Ồ, mất cái bóp giờ không có tiền, không có tiền đi về, chồng đi lên đây. Nhưng mà trong cái bóp có bao nhiêu tiền mà vừa mất? Thì không nhớ nữa, cỡ không biết nhiều nữa. Là mà giờ sao? Có nhiều không? Ý là mất có nhiều không? Gì kỳ vậy? Cũng nhiều á. Chúng đó ngu dưới trời đi vậy, giá cái mạng đi thôi, cầm cho chi cho nhiều tiền theo. Giờ đâu biết đâu, lỡ rồi giờ sao? Nhưng mà thì bây giờ cưng vô cưng nói cái đấy, cưng bỏ ở cái chỗ nào cưng vô cưng nói chứ tự nhiên cưng không cần cái hả? Không nói, đó giờ tôi đi quay rồi vậy đó, giờ cái bút tôi đây nó coi camera nó thấy ra chứ. Rồi giờ chồng có lên, giờ chồng lên rước vợ về đi. Lên rước vợ về thì bây giờ bắt xe đi về luôn đi. Chứ giờ hả, về đây rồi có gì là trả tiền nhưng mà quan trọng bây giờ mất cái bóp cưng. Mà giờ cưng đi quay cưng phải nói cho người là ta biết. Tự nhiên giờ cái cưng im lặng đi về.
Trời, bây giờ cứ... Dạ, chồng lên, chồng nói giùm vợ đi. Chứ giờ sao? Thôi bà, thưa mệt, nói bà là cái người đi quay chứ không phải là tôi là cái người đi quay. Bây giờ bà mất cái bóp, giờ bà phải nói chứ cái chỗ đó là nãy giờ bà quay cho bà để đây. Cái bóp ở đây này, bà đã có mấy cái chỗ là nó sẽ có camera hết. Tự nhiên cái hả, bây giờ nhìn queo vậy, cái lúc càng ngôn sao không ngôn. Sao cũng một đứt, mệt cực quá, tôi muốn sao gì là tôi làm vậy. Mở quá thì giờ chồng lên đây đi, giờ lên rước vợ đi. Thì có gì chút xíu đó đi. Trời, chút xíu gì? Ta gọi trước. Ta đang gấp mẹ đây, mất tiền không lo. Mất tiền, mất bao nhiêu tí gì tôi cho lại cho. Trời nhớ mất nha. Tôi cho hết đó, ừ. Tôi cho hết, ừ. Cho tôi hết cả cuộc đời luôn. Em nói nhiều thiệt ha. Nói nhiều anh ha. Nói nhiều lắm. Em nói anh đâu có tin đâu. Điều đó. Em tin rồi. Xin lỗi em. Mỗi lần mà gây lộn lên chọn nói nhiều lắm. Vậy đó hả? Dạ, nói nhiều mà nhảy nhảy em bực bội đó. Để em ngưng cười cái đó. Hello. Alo, anh đi đâu ạ? Em à. Ờ, anh. Hồi nãy á, em đi về nhà á, cái con chó ở nhà nó cắn cái túi của em mất tiêu rồi. Cắn cái túi eo vị á. Cắn cái túi eo vị á hả? Ừ. Thì em bỏ đâu? Em đeo. Em đeo sao nó cắn được? Em đeo rồi nó nhảy lên nó cắn. Nó bị chạy mất tiêu rồi. Đứt cọng dây luôn rồi. Trời ơi, kỳ á. Giờ anh sao? Đổ lại coi sao chứ, tôi đi hỏi anh. Anh mua cái túi mới nha. À, đồ lao nữa. Chứ giờ nó hư rồi, túi đâu em xách. Thì xách túi khác. Thì mua túi mới. Mấy cái túi kia thứ gì? Túi thường thôi, mấy triệu thôi. Nhưng mà giờ em thích. À, à. Mua đi. Tiền đâu mua? Thì mua sướng sướng thôi. Mệt quá à, làm không được chỗ nào nữa. Vậy giờ bỏ mua nha. Không, là trúng số em mua. Giờ chiều này trúng số. Số độc đắc em mua. Dạ thôi á. Ừ. Chồng em đớn. Gì đó hả? Ừ. Chắc là hot. Mua cái túi thường đó. Thôi. Túi mật của ổng á. Nhỏ không có tiền bắt mua túi eo gì nữa. Nói chung là dễ thương. Chồng này ổng đúng đời, ổng đúng nhạc đúng không? Nhạc lắm. Cảm ơn cái phần gọi là thử thách bạn đời của hai bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ sẽ là một cái phần nữa là thổ lộ tình cảm. Nếu như từ đó giờ mà vợ chồng mình sống chung với nhau mà có đôi khi mà không, những lời mình không nói được, mình ngại rồi nữa, thì các bạn sẽ chia sẻ tình cảm của mình với chồng của mình. Chồng ơi, anh đi nhậu khuya về á, em thấy anh dơ quá, em cũng bắt anh đi tắm để cho nó thơm, em ôm cho nó đã. Nhưng mà em không biết được là khi mà anh tắm khuya như vậy á, lỡ anh có bị nhiễm nước vô người, thì cái đó là một cái em sẽ rút kinh nghiệm và em sẽ không bắt anh tắm khuya nữa đâu. Em sẽ, ví dụ như anh nhậu về em sẽ lau người giùm cho anh. Và nếu được thì những cái ngày mà anh nghỉ á, em sẽ cố gắng ở nhà chơi với anh và chơi với con thay vì làm việc quá nhiều. Chồng ơi, vợ biết là vợ rất là hay ăn hiếp chồng và hay hổn với chồng. Nhưng mà xong sau đó thì vợ rất là thương chồng, hy vọng là tính con nít và cái tính hay hổn của vợ, chồng đừng có buồn nha. Lúc nào vợ cũng yêu chồng rất là nhiều.